Chào các bạn, hôm nay tôi lại giới thiệu các bạn đến một chiếc bếp điện từ mang tên là Kangaroo KG365i, màu đen và kèm theo tặng nồi để các bạn có thể thực hiện món lẩu ngay tại nhà. Về đặc điểm thì bếp từ đơn Kangaroo 365i này có bảng điều khiển điện tử và màn hình hiển thị lớn, hiển thị các chi tiết chức năng giúp cho người dùng dễ dàng sử dụng, theo dõi và điều khiển các chức năng. Bếp có công suất lớn, hoạt động trên nguyên tắc làm nóng bằng điện cảm ứng điện từ nên đun nước là khá là nhanh, giảm thiểu thất thoát nhiệt trong quá trình đun nấu, giúp bạn nấu nhanh hơn và tiết kiệm điện năng hơn. Đặc biệt, bếp không tạo khói, tạo mùi khi nấu nên rất là thân thiện với môi trường. Mặt bếp làm bằng kính ceramic. Như các bạn đã biết hôm trước, tôi có giới thiệu với 4 loại mặt kính thì ceramic này, đây là loại bếp giá rẻ nên sẽ dùng cái loại chất liệu rẻ nhất, có khả năng chịu nhiệt được và không bám bụi, bám bẩn, rất dễ vệ sinh sau khi sử dụng, mang đến vẻ sáng bóng, sang trọng cho sản phẩm. Bếp điện từ có bảng điều khiển cảm ứng hướng dẫn song ngữ Anh Việt dễ sử dụng. Bạn có thể thay đổi để chế độ nấu cũng như mức nhiệt chỉ bằng một thao tác đơn giản. Phía dưới đáy bếp thì có hình quả tải nhiệt để giúp cho các thiết bị của bếp luôn hoạt động tốt mà không sợ quá nóng, hư hỏng hay thiếu an toàn cho người sử dụng. Cơ chế bảo hành an toàn tuyệt đối, tự động ngắt khi quá trình nấu dụng cụ không đúng hoặc là không còn đặt trên mặt bếp nữa. Về kích thước sản phẩm thì kích thước dài nhân rộng nhân cao là 29 x 35 x với lại 6, trọng lượng 2 kg. Bảo hành theo chế độ bảo hành 12 tháng và kèm hóa đơn. Có một số khách hàng đã nhận xét là bếp đang sử dụng rất là tốt, nấu nhanh, không có vấn đề gì, và tuy nhiên thì vận hành thì tiếng ồn hơi to, không được êm. Tất nhiên rồi, đây là bếp giá rẻ dưới 500 ngàn mà. Bếp từ so với lại cái bếp ghi đã mua cách đây 10 năm, giá đó là 190.000 tại Mộc Bài thì lâu nóng hơn, nhưng nói chung nấu được. Nồi lẩu khuyến mãi kèm theo là một loại nồi một đáy, nắp kính nhưng lại mỏng manh hơn nồi lẩu cùng cơ sở của Sunhouse mua ngày 11 tháng 11. Và cái người này đánh giá chung lại dùng tạm với tầm tiền và cái giá khuyến mại kèm theo như vậy. Còn một người khác thì nhận xét là mình mua sản phẩm này được vào đúng cái dịp khuyến mãi nên là sản xuất tại Việt Nam nên hy vọng vào chất lượng sản phẩm tốt, kiểu dáng là đẹp, sử dụng được nhiều chức năng khác nhau, có hướng dẫn kèm theo và khá là tiện lợi. Đó là một số đánh giá của một số người dùng. Tuy nhiên cũng có người nói rằng mua hàng trên Lazada thì cái giao hàng nó hơi chậm. Đúng là giao hàng trên Lazada hơi chậm các bạn ạ. Thì nhưng mà dịp này là dịp cuối năm nên là phải chấp nhận một chút, chờ một chút. Cảm ơn các bạn đã xem video trên kênh của tôi và chúc các bạn có những bữa ăn ngon miệng.